À, vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì có rất nhiều anh em hỏi tôi về cái bộ công tắc này. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với anh em cách đấu nối cái công tắc này vào cái hộp EV. Đấy, thì bình thường thì cái hộp này nó được đấu như sau. Đây. Bình thường thì hộp EV được đấu như thế này. Đấy, đây là cuống mà tôi vừa mới đấu xong. Đấy, tuy nhiên là qua bộ công tắc thì quý vị cứ đấu là cái dây nào ra dây nấy là được. Còn cái màu dây này là không đúng nhá. Cái màu dây này là tôi lấy tôi đấu tạm vào thôi. Đấy, còn cái phần này thì tôi cũng sẽ đấu vào đây. Thì cái bộ công tắc này thì một là tôi gạt sang bên này là dùng cho cổng EV, và tôi gạt sang bên trái là dùng cho cổng LPT. Đây là cổng LPT nha quý vị. Thì lát nữa tôi sẽ đấu cái cổng LPT này vào phía bên này. Bây giờ tôi không đấu nữa vì tại vì nó rối dây lắm. Và một phần nữa anh em cũng rất là quan tâm, đó chính là bộ dây để kết nối cổng EV. Thì bộ dây này tôi cũng vừa mới hà làm xong, đang còn mới kính con này chưa sử dụng. Thì ở đây thì tôi sẽ cắm vào đây để kết nối. Đấy. Còn cái đầu còn lại này thì tôi sẽ làm luôn một cái bộ kết nối này nữa. Đấy, để tôi giả dụ cho quý vị xem. Như là bây giờ tôi có một viên pin 3567, thì tôi cắm cái này vào đây thì nó không được. Thì tôi sẽ làm thêm một cái bộ kết nối để tôi cắm cái phần này vào đây. Và cái đầu còn lại thì tôi cắm vào đây. Thì trước đó thì tôi đã tính toán cái dây tương ứng rồi, cho nên là nó vào vừa y luôn. Còn đây là dây chập chân. Đấy. Đây là cấp nguồn dương. Thì nếu mà cấp nguồn dương thì tôi sẽ cấp vào cái chân này là được một bộ hoàn chỉnh. Thì đây là tôi chia sẻ với anh em thợ thôi nhá. Một số bác khác thì nhìn thì chắc là không hiểu cái gì cả. Có khi là nhìn thấy nó rườm rà, nhưng mà anh em thợ nhìn sẽ hiểu ngay. Đấy. Đây nữa. Chân này thì tôi dùng để cắm vào những cái viên pin mà nó có dạng chân lỗ như thế này. Đây. Thì tôi sẽ cắm vào các cái lỗ này để kết nối các viên pin. Đấy. Đồng thời là tôi sẽ làm thêm một số cái dạng nối khác, để mà khi vội tôi cắm một cái là xong rồi, chứ không ngồi mà dò dây nó lâu lắm. Đây này, quý vị có thể xem. Đấy. Đây là dành cho pin 5568. Đấy, tôi cũng cắm vào đây. Và tôi quy định cái dây mà tôi nhớ rồi. Đây nữa, đây cũng là một trong những cái đầu dây mà tôi sử dụng nhiều. Đây. Đấy. Cái đầu này sử dụng nhiều phết. Thì tôi cũng sẽ cắm vào đây. Gần như là tôi làm một cái đầu này là để kết nối được tất cả các cái đầu khác. Đây nhá, viên pin này là viên pin Sony nha quý vị. Viên pin Sony, và cái cáp này là mỗi lần mà câu dây vào đây để chạy phần mềm nó rất là khổ. Vì nó vừa nhỏ mà nó lại khó mà tiếp xúc. Đấy, cho nên là tôi cũng làm cái cáp này, khi cần thì tôi cắm vào đây một cái là xong. Đây là đầu dương tương ứng này, đầu âm tương ứng. Dây tín hiệu tôi cũng đã hàn vào đây rồi. Con này không cần chập chân nhé. Và đây nữa, đây cũng là một cái dây mà rất là quan trọng. Thì cái dây này trong cái trường hợp mà viên pin mà nó có cáp dẹt thì tôi hàn trực tiếp vào mạch luôn. Đây này, quý vị có thể nhìn thấy cái đầu mà tôi đã hàn dở cái này. Thì sau khi hàn vào mạch thì tôi sẽ cắm vào đây rồi chạy phần mềm. Đấy. Thì tôi cũng vừa mới chia sẻ với quý vị những cái đầu dây như thế này để anh em tham khảo thôi, lấy hình ảnh để quý vị nào mà thích thì sẽ làm theo. Đấy, và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Và quý vị nào mà có pin laptop bị phồng, bị hư, bị hỏng, bị thời gian sử dụng ít thì quý vị hãy liên hệ với tôi qua số Zalo 0969988500. Tôi sẽ tư vấn và làm lại viên pin cho quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.